Đấy, báo cáo anh em là đi ra chợ Vạn Phúc, chỗ chợ Tết, nhưng mà bây giờ toàn đào quất, xem đào quất với lại lan các loại hoa, xem nhiều cũng chán mà vẫn mê bonsai hơn. Thì vào chỗ vườn nhà Bắc Phú đây, ngay ở ngách đầu chợ Vạn Phúc, vào xem cây và cả chậu luôn, chậu thiên đường, chậu tàu với đôn này, đôn voi các kiểu, các loại kích cỡ chậu. Đấy, bonsai này, trước bonsai thì nhiều lắm, nhưng bây giờ hôm nay vào cũng thấy mới, không thấy mấy, nhưng mà bây giờ thì xem cây cái đã, xong rồi mấy anh em chuyển chậu sau. Ra à, tí nữa cứ từ từ. Đấy, mấy anh em đi cùng nhau. Đấy, có cây cúc mốc. Cây cúc mốc này thì cũng hiếm đấy. Cúc mốc mà hoành tráng này hiếm đấy. Cây cúc mốc này ác chiến nha. Đây mà lùm lùm hoa xung quanh đấy thì đẹp. To lắm. Tạm thời xong cái cúc mốc. Đi sang cây khác. Đây này, phun viên đằng trước vào này. Đây là lộc vừng. Lộc vừng hay này thì hôm trước thấy ở ngoài chợ đấy, bày bán ngoài chợ đấy. Nhưng mà hôm nay đã tuyển vào đây rồi, tuyển chọn vào đây rồi. Chậu chiếc đôn chiếc bày bán lắm các loại, tất nhiên giá thành nó cũng khá là cao đấy. Khá là cao đấy. đô chuẩn mà giá cao đấy. Thì đôn chậu thì không nói, vì các loại kích cỡ của chậu tàu vẫn đôn tàu đấy rồi. Đấy, thì xem cây thôi. Vào cái kênh lộc vườn này hôm ở chợ quay rồi, nguyệt quế. Xem có cái khay nào không anh Việt ạ? Nguyệt quế. Nguyệt quế này. Nguyệt quế nó khá là ok, khá là ok. Cốt cán rất là vững chãi. Xung xuê. Đang mang hơi lai phong cách miền Nam một chút chứ vẫn cốt cán là thiên về cả hai miền, có chút lai của miền Nam. Nguyệt quế rất là xung xuê. Để hỏi giá luôn. Nguyệt quế này nhiều tiền không bác ba? 12 triệu. À. Thế con hạt gạo này có nhiều tiền không? Hạt gạo này. Tân. À bán rồi. bác đây đang thích rồi bán rồi. 12 đồng. Sẹo này thì mới, hơi to. Này, cây rất là khỏe. Tán tiếc nó hơi rậm thì khó quay. Đấy, đôn chậu chuyên nghiệp rồi vào đây. Đầy đủ đôn chậu. Đấy. Hả? Cây á? Không, cây chậu. Chậu chắc là chuyển đi hết, hôm trước nhiều lắm. Đôn voi anh biết nhiều. Nào, đó là em bây giờ của chú ở bên chỗ chiều khúc cũng có một ông chuyên chợ lắm, đôn chợ thôi. Đây là cái gì không biết? Ở chỗ đại học an ninh nhìn sang nó là cái gì nhỉ? Cái chỗ gần trường trung cấp sẽ cao đẳng xây dựng. À, xây dựng Trung Văn á? Không, ở ngay chỗ Hà Đông này. Phùng Khoang à? Ở Phùng Khoang. Ơi, em vào nhà ông rồi, có một ông giàu. Ô, cái chù ở đấy, để chậu tư ngõ để vào. Em vào nhà ông rồi. Em với Tuấn vào đấy rồi. Cây cối cũng hoành tráng đấy. Nhà có mấy cây tùng La Hán đẹp. Nhưng mà lắm toàn xi Đài Loan. Em không thích xi đấy. Toàn xi Đài Loan. Nhiều chậu không? Nhiều. Nhưng mà nhà ông có cửa hàng ở đâu ấy? Cũng kiểu như đại gia ấy mẹ. Cũng bán đấy, nhưng mà
hôm có vào tìm cái chợ mà không thấy, không hợp. Cây bồ đề là cây các bác này chuyển đi đâu hết rồi. Cái đề này. Vâng, đề trắng. Đề trắng. Để xem có cây gì hay. Chuyển đi đâu hết nhanh nhé. Trước nhiều lắm. Đấy. Cho nên cái khay nó khác hoàn toàn ấy. Cái chậu này nó không hợp. Không biết bác ấy bán cây đấy bao nhiêu tiền. À thế à? Hợp lý đấy. Hoa hán. Chắc dù anh ở bên cầu lụ thông em gần đây à? Đấy, anh vừa làm văn quán về mà. Anh làm văn quán à? Hải Châu. Đôn Chậu. Đôn Chậu khu vực. Em mua thấp tầng hay là cao tầng? Chúng tôi cái đấy, quả chậu. Đấy. Di Lặc rất lạ. Bác. Đấy. Đâu anh vừa bảo cây gì anh Đông? Cây đa. Mẫu đơn á? Đơn. Nếu phải đơn ta phải đơn ta đơn đấy. Nhung đơn ta đơn nhung đơn ta ấy đấy, ghê chưa. Cái này gọi là nó ra hoa một loạt thì giời thôi rồi, bởi vì tỉa đều nó sẽ ra hoa, tại vì là cái đơn này nó lại khác cái đơn kia, cái cánh hoa của nó à. Đẹp lắm. Trưa nay lại có tí hồng chiêm à, thơm thế. Thì anh lúc anh gọi em mà à đấy. Lúc anh gọi em đấy là bắt đầu đấy. Thế em ra thì ngất rồi, chết rồi. Đơn nhung đơn ta này, chắc tí nữa phải ra nhà bác Quân phát đấy. Ra ra anh chắc hay ra đấy rồi chứ. Không được này lâu anh ra đâu. Tí nữa lại ra đấy chơi tí thì chơi cho vui. Về toàn đề trắng. Đâu anh? Đang có hoa 9 triệu. Một số cây trong này còn rẻ hơn ngoài kia, ngoài chợ. Một cây thì đẹp hơn. Thế mới hay. Thế sao cây quế quế này nó lại thay hết cái lá trước cây quế quế của mình nhỉ? Dạ. Tùy cái đợt cắt ấy. Cây của mình không cắt ấy. Mình lâu chưa cắt. Anh hiểu? Đang để tìm một cái chậu cho phù hợp. To hơn một chút và sâu hơn một chút. Đấy, cái chậu ra đây cái nhìn nó lại khác bọt ngay. Em ạ. Để đưa vào cây đấy. Khác gọt ngay, lên kiểu như thơm thêm tấm áo manh quần khác ngay. dưới rất quái. Dưới này, lá nhỏ tí. Chả hỏi thêm nữa, tự nhét xem cho vui không khí các bạn, đừng quan trọng giá nhét quá. Nếu thích thực sự thì cứ ra đây mà đấy thôi, chứ hỏi thì tham khảo. Hỏi thì tham khảo thôi. Đấy, thông thiết. Thông. C
Không thấy khay nhà anh Việt nhỉ? Ừ. Hỏi hỏi bác đi xem có cái khay nào. Không có. Không có. Khay để làm tiểu cảnh mà. Nguyệt quế. Đấy. Cứ mỗi hôm vào nó là một khác, cái vườn nó thay đổi nó liên tục. Ở đây có cây nguyệt quế to đùng. Đây vừa nãy đi qua cái cây này cũng chẳng quay được chi tiết được các bạn, vì cây đang bày nó khá là khắp nơi. Thì cây này họ cũng vừa bán mất rồi. Cái cây đang định cùng một anh đi và sắm một cây linh sam, nó dáng nó hợp với cái tiểu cảnh bầu dục dài ấy. Nhưng mà cây này lại bán rồi, cây linh sam Tân Phú hạt gạo. Chậu giá nó khá là cứng, cũng là cái điểm lựa chọn của anh em chơi cây ở khu vực Hà Đông. Dầm bụt rồi, quay lại xin phép đi chơi tí.